chào ông bà cô chú. Em chào cả nhà. Hôm nay con đi chợ con có mua ít cái lóc đồng, mới con kho còn mới con nấu canh với lại canh bí. Em chào cả nhà. Em chào ông bà cô chú. Mời cả nhà dùng cơm với hai chú cháu em. Mời ông bà cô chú ăn cơm với hai chú cháu con. Này coi nhì nấu canh bí ra ngon không nè. Chú ăn cơm. Thịt cá lóc đồng nó ngon, nấu chung canh bí nó ngon. Cá lóc thì chú khoái đâu mà nấu canh chua, mà nhà mình có chế bí thì sẵn mình nấu chế bí luôn. Cái đầu cái lóc đồng nó chắc ngọt hết rồi, đúng rồi. Ớt nghĩa cay quá. Ớt cay không? Dạ, mắm ớt cũng cay. Bữa nào ăn cơm cũng đợi phát thanh cho các con.
chiều xuống lận nghe Đài Phát Thanh phát. Cá nhỏ nhỏ nên xương hơi nhiều xíu. Ăn kỹ kỹ rồi. Này mua cá gì hơi nhiều hả con? Dạ. Có gì để tối con đói được nha. Ăn hoài, ăn đêm hoài giết mập nha. Mới chung miếng luôn rồi. Cốc đồng thịt ngọt chắc ha. Dạ. Nó không có bị dẻ. Bị dẻ hay bị ghẻ? Nó không có bị dẻ. À, ăn cơm mà nói là chú nghe nó tưởng là cá không bị ghẻ. Bí là ăn mát lắm con. Dạ. Nấu là nấu con nấu với xương với thịt cũng cũng ngon. Cơm này khô quá chú phải chan vô dễ ăn. Dân bây giờ mà nhậu với là ca hát họ nhà nào cũng như nhà đó hết rồi. Yeah. Chiều là ở đây là ầm ầm ầm, em không nghe hát từ sớm tới giờ. Một cái ớt mà cay quá nha, một trái hả con? Dạ đúng rồi, một trái. Ớt mà, ớt hiểm rồi chứ. Ớt này ớt chỉ thiên rồi, không cay không chết. Nãy giờ cũng đâu dám chấm nữa đâu. Thì thấy đưa chén nước mắm qua đây. Mấy con vịt bữa nay quá đã hả nhỉ? Đúng rồi. Mới có 3 tuần rồi cả nhà. Nó lớn quá trời. 3 tuần mà trời ơi nó ăn. Em nuôi cô 7 với cô 9 cho em 50 con. Mà em nuôi em đem về ngợp hết con còn 49 con. 49 con mà nó ăn 3 tuần 3 bao thức ăn đó cả nhà. Nó ăn gì mà ngày đêm gì nó la em chịu không nổi luôn. Sáng sớm mà mấy tờ mờ sáng 4-5 giờ sáng lại chạy vô tới phòng. Nó kêu à, nó lại cửa sổ á, nó kêu à,
Ý bỏ trong chuồng nhưng mà nó ra được hay. Nó có cái đường nó chui ra coi. 5 giờ là lại kêu chú rồi đó. Ngủ không được với tụi nó. Mà trước khi đi ngủ là em đổ cho nó ăn một chập, rồi em thay nước cho nó một chập, rồi em mới vô ngủ. Mà sáng em chưa dậy là nó đói nữa rồi. Ngày nào cũng dễ chân chạy vô túi phòng kiếm mà. Canh ngon quá, ăn hết tô kìa. Ừ, ăn đi con, canh này ăn nhiều mát con. Một dạng gái mà mặt mụn nổi đầy, ăn ba cái đồ mát vô. Ừ, uống ba cái nước ngọt cà phê rồi á, nóng. Ừ, nó kêu quá trời kêu. Cành cá ngon, ngọt ngon thiệt á. Hết luôn hai chú cháu, người tô hết luôn. Ngon. Hai một cái nhiều quá dư nè. Nè, cô chú dặn rồi ăn húp là bỏ đũa xuống nha, quên hoài nha. Hai chú cháu em xin phép được kết thúc clip, hẹn cả nhà vào clip ngày mai. Bye cả nhà.